ai đã từng trải nghiệm hái nấm bồ ngư chính tay mình trồng không cả nhà? Trời ơi, thấy trồng tới chừng mà nó có ra nấm rồi cả nhà. Chỉ muốn để ngắm thôi chứ không có muốn hái cả nhà. Nhìn nó đã con mắt gì đâu luôn á. Trời ơi, nè cả nhà thấy nè. Rất là dễ trồng nha cả nhà. Bây giờ Thúy sẽ chia sẻ cái cách trồng cho cả nhà mình nha. Hai Thúy chào đại gia đình của kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình cái cách mà trồng nấm bồ ngư tại nhà nha. Ở đây Thúy là có 230 mấy phôi à cả nhà. Cái này Thúy mới trồng trải nghiệm thôi nha, chưa có trồng số lượng nhiều nha cả nhà. Nhưng mà theo Thúy thấy á, lần đầu tiên Thúy trồng như vậy là cũng rất là đạt cả nhà. Cái này là phôi mới về nè. Đó, chất tùm lum bố xua luôn, chưa có chất xếp lại cả nhà. Thì khi Thúy xếp lại nó sẽ như vậy nè. Cái, nó rất là đơn giản cả nhà, chỉ cần mình sắp sao cho nó nằm êm một chỗ là được. Có hơn nữa mình phải cái ngay chỗ mà mình đậy nắp á là nó phải nghiêng xuống. Nói chung mình sắp mình xếp sao cho nó nghiêng, khi mình tưới nước nó không có nhiễu vô trong cái miệng của nó là được, là ok nha cả nhà. Rất là đơn giản luôn. Lần đầu tiên á thì mới trải nghiệm thì trồng, nhưng mà thì thấy là cái loại nấm bồ ngư xám này là rất dễ trồng nha cả nhà. Cái chỗ ở sau nhà thấy nè, ở hàng rào này là có một chưa được đầy 1 mét nữa cả nhà. Ha. Bề ngang nó chưa đầy 1 mét nữa đó mà thì mê trồng nấm này cho nên thì trải nghiệm coi nó như thế nào đó. Cả nhà thấy không? Rất là hẹp luôn. Cái chỗ này thường thường thì hay để mấy cái thùng mót để thì trồng rau củ này nọ đó. Nhưng mà hôm nay thì dẹp hết, thì trồng trải nghiệm coi nó như thế nào, rồi mai mốt thì sẽ trồng nhiều lên và thì sẽ chia sẻ về cái phôi cho cả nhà mình luôn nha. Mai mốt mà ai có muốn trồng trải nghiệm thì alo thế nha. Đó, khi mình xếp nó sẽ như vậy nè cả nhà, xếp xong hết à. Cả nhà thấy không? Nó rất là gọn luôn. Hồi nãy á, khi mà về có 200 mấy chục phôi mà thấy tưởng tượng nó nhiều lắm luôn á, tại vì mình khi mình chưa xếp lại cả nhà, nó nhìn một đống dần dần thấy ngán lắm luôn. Nhưng mà bây giờ xếp lên nhìn trong rất là đẹp đúng không cả nhà. Mày mốt quá nó ra tới chừng nó ra nấm cả nhà, nhìn còn ghiền nữa. Cả nhà biết không, thi lên trên trại nấm á, thấy nhà ông chợ đi lên xem không muốn về luôn, cả nhà nhìn đã con mắt lắm đó. Thì bây giờ ở cái nấm bồ ngư xám này nó có thời gian nó cũng rút ngắn lắm cả nhà. Khi mình mua phôi về á, mình mua từ ở chỗ mà nó làm phôi về á, thì chỉ có 1 tuần là đậy nắp rồi cả nhà nè. Lúc trước á, là 1 tháng luôn nha, bây giờ là có 1 tuần thôi là mình đậy nắp. Hôm bữa thì đậy nắp giác tối á, thì rút gọn ra tối quá cho nên thì không có quay. Bây giờ thì quay cho cả nhà mình xem nè. Đó, mình khi mà mình đậy nắp vậy á, thì khoảng 10 ngày sau là nó sẽ ra, mình gỡ nắp nó sẽ ra nấm nha cả nhà. Thì trong quá trình mình chăm sóc nó cũng rất là đơn giản nha. Khi mình gỡ nắp á thì mình tưới, còn ở lúc mà mình đậy nắp là mình không có tưới nha cả nhà. Rất là đơn giản luôn. Trong vòng mấy ngày nè. Đó thì gỡ nắp này được 2 ngày nè cả nhà thấy không? Đó nó ra nè. Còn những cái phôi mà nó bị thâm đen như vậy nè cả nhà, là bên chỗ mà người ta giao phôi cho mình đó, người ta bù cho mình nha. Cho nên là mình không có sợ là cái vấn đề là phôi hư. Nè cả nhà thấy không? Nó ra thấy thương ghê không? Được 2 ngày cả nhà. Khi mình gỡ nắp ra là mình tưới liên tục 1 ngày 4 lần nha, sáng trưa chiều tối. Mình tưới như vậy đến khi mà mình ăn nấm xong rồi bắt đầu mình đậy nắp lại là mình ngưng, mình không tưới nữa. Cái lúc mình hái nấm xong á là mình để cho phôi nó nghỉ ngơi, mình đậy nắp lại mình cho phôi nghỉ ngơi là nó chuẩn bị nó đặng cho nó bắt đầu nó mới kéo tơ, nó mới có lại cái nấm khác nữa, cho nên là mình không cần phải tưới trong cái thời gian đó nha cả nhà. Thì cái lúc mà mình thu hoạch xong đến mình khi mình đậy nắp á, mình đậy nắp xong tới khi mình trở lại thu hoạch một đợt hai á là nó sẽ mất đi khoảng 10 ngày. Mình mở nắp ra là 5 ngày sau là mình có nấm nha cả nhà. Ha, nói chung là nửa tháng mình thu hoạch một lần á. Còn những cái phôi mà nó bị hư như vậy nè thì sẽ tận dụng ha, mình cắt mấy cái chỗ trắng trắng như vậy nè. Đó, mình cắt làm sao mà cái chỗ mà nước nó không có chảy vào nha cả nhà. Mình tuyệt đối là không có cho cái nước vào trong cái miệng phôi thì nó sẽ bị úng phôi, hư phôi nha cả nhà. Còn những cái phôi hư này cũng vậy, mình cắt như thế nào cho khi mình tưới nước đó, nó chảy là xuống, nó không có vô bên trong cái phôi là được nha cả nhà. Chứ để nhiều khi mình nước nó động vô là nó hư hết à. Đó. Cả nhà nhìn thấy thương không? 2 ngày sau nữa cả nhà nhìn nó là coi như là thấy nó là không biết làm sao mà để nói luôn, nhìn đã mắt này cả nhà thấy không? Có mấy cái phôi nó ra trước á, nó ra dài ghê không? Nhìn thấy thương gì đâu. Mấy ngày sau rồi nhìn mới mê.
Còn cái phôi này khi mà trong cái quá trình vận chuyển nó bị nứt á cả nhà này, cả nhà thấy không? Đó, nứt ở đâu là nó sẽ ra nắm chỗ đó nè. Cái trên đầu nó hư á, bắt đầu nó nứt cái chỗ đó thì nó ra chỗ đó. Qua ngày sau cả nhà nhìn mê lắm luôn á. Mình vẫn tưới nước bình thường nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Hôm nay là ngày thứ ba nè. Cỡ này mình hái ăn được rồi nè cả nhà, nhưng mà em thích nhìn ngắm nó cho nên em để thêm một ngày nữa, qua ngày sau mình mới hái nha cả nhà. Là nó to lắm luôn, nhìn đã con mắt lắm. Trên đây á, thời gian ngắn á cả nhà, cho nên em chia sẻ không có chi tiết cả nhà mình á. Muốn em chia sẻ chi tiết thì cả nhà mình cứ comment lên, em sẽ chia sẻ chi tiết cho cả nhà mình nha. Và mai mốt em sẽ phân phối cái phôi nấm nha. Cả nhà mình ai muốn trải nghiệm trồng á thì cả nhà mình kiếm em nha. Nè, đó. Nhìn đã mắt không? Bữa nay là em thu hoạch nấm nha cả nhà. Có 230 mấy phôi á mà em hái được 14 kg á cả nhà. Nhìn đã lắm, một đêm tới sáng cả nhà, nhìn nó to lên mà nhìn nó đều, nhìn mê lắm cả nhà ơi. Có mình có trồng trải nghiệm thử đi cả nhà. Trời ơi, cái này là rất là dễ luôn. Mình mua chừng 10 phôi 20 phôi mình để trong nhà, mình không có cần, nó không có chiếm chỗ nhiều đâu cả nhà. Để nơi khô ráo mát mẻ là được à. Mình tưới, mình canh nó thời gian á, mình tưới mà tới chừng mùa thu hoạch mình ăn nấm sạch tại nhà, mình không có này rồi đâu, nó không có cái gì hết cả nhà. Em không có dùng cái gì hết nha, không có quá chất, không có gì hết á. Nói chung là nấm sạch cho nên là mình, nếu mình trồng ít ít mình ăn nó là ok lắm luôn á. Nè, bữa nay em hái nha cả nhà. Nhìn ghiền gì đâu á, không muốn hái luôn á. Thôi thì dừng video đây ha. Nếu cả nhà thấy video hay, hữu ích thì cả nhà mình nhớ tặng Thúy một like nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo sẽ hơn. Thúy bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại những video sau.